cũng vừa mới đáp bay về đây và đi thẳng tới Vũ Linh để gặp chị Loan cả nhà. Quan hệ quan hệ và từ ngày đi chụp tấm hình coi. Chụp tấm hình coi. Ok, cảm ơn nha. Chụp tấm hình. Chụp tấm hình của anh qua với chị chụp ngang hết. Thả tim Vũ ơi, chụp tấm hình. Ủa mình chụp chân dung hay chụp bình thường? Em muốn chụp sao em chụp? Em chụp sữa. Đưa điện thoại em làm câu giờ lắm. Thầy cái chuyện này. Có em là yên tâm đi em cho nên đã rồi. Rồi cầm bánh kem nữa hả? Chụp lại. Bánh kem ơi. Bánh kem lên đi. Được không? Mình cầm lên luôn. Giờ giờ cái kia qua để kéo cái này qua. Đây có tay đỡ về cũng lộ mấy. Tàu nha, tàu nha. Hạ xuống chút. Trên hạ xuống dưới đi. Rồi nhìn máy em nha. 1, 2, đang nhìn đó. Chị Loan ơi, coi đi chị ơi. Anh Ngọc nè. Anh Ngọc ơi. Bùm. Đẹp quá cả nhà ơi, lưu lại tấm hình này nha cả nhà. Nhớ lưu lại tấm hình này trên kênh của em nha. Rất là đẹp cả nhà. 8 phút đi. Chị B cho đủ 8 phút đi chị Ni ạ. Cái gì? Về 8 phút đi, về 8 phút cho đủ nhiều. 8 phút cho anh em nó đủ một video cái. Dạ rồi, quá nhiều luôn rồi. Tại sao lại 8 phút nhờ? 8 phút thì mới được bật kiến tiền ngon. Anh Vũ ơi, tới anh ca mà happy birthday. Happy birthday bắt năm đi. Rồi tới anh Nguyên Vũ nha, bắt bà nha. Vô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Năm quá hay. Cảm ơn anh Nguyên Vũ quá tuyệt vời, là không nói nên lời luôn. Nãy giờ em chưa nghe chị Ni hát hết à? chưa hát, em chưa nghe chị Ni hát luôn á. Thằng nào luôn? Cái mặt người ta nghiêm túc luôn, thứ hai khen gì trời. Đúng rồi. Bữa nay ta nè. Chị Châu có thông báo chưa? Thông báo là 12 tây này mọi người đón xem em đi. Rồi có rồi, có. Chưa. Em đi đón mọi người đón xem 12. 12, chút nữa Ni sẽ gửi thiệp mời. Ai ở đây chắc là nhiều. Chỗ trường lây lại ha. Mười hai sẽ công chiếu. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6 giờ. Vừa xem rồi ăn luôn. Ăn nhẹ xong rồi cả xong chúng ta coi trực tiếp lúc 7 giờ. Coi chung luôn, ở đây là coi chung MV luôn á. Kênh của Hồng Loan Official. Cảm ơn anh Nguyên Vũ nha. Chút xíu em sẽ đăng trên group của anh chị. Dạ, anh em nào đi được thì anh sẽ gửi giấy mời nha. Dạ. Tại vì người nào có giấy mời mới được vô. Hiểu. Không gian có giới hạn đúng không chị? Đúng rồi, nhớ lấy anh một giấy. Anh ơi.
mời anh chị em chụp hình. Người nào có vé mình bán đẹp. Nãy anh có nói với anh hai Vũ Lưng rồi, anh hai Vũ Lưng kêu gửi cái tấm cái đó qua cho em. Cái thuốc á. Tao vui vui cho mọi người. Không to nữa. Không, giờ người đang nghe nghe hít đâu bà ơi. Mời luôn đi chị đi, làm liền luôn đi. Mẹ nói với mời chị luôn đi. Trời ơi sao mà nó kỳ vậy ta. Tâm linh thương đây. Tâm linh thương đây. Không hẹn mà gặp. Tâm linh thương thông rồi đó. Nghe này bằng tên. Giống như sinh đôi vậy đó, gọi là gì? Thần giao cách cả. À, thần giao cách cả. Ghê không? Thì mặc cái áo Moschino thì cái đây đeo dọn nón cũng vậy nữa, nón cũng hai tông, tông trắng tông đen luôn kìa nón á. Tại vì anh thích thôi, anh thích làm đơn luôn á. Trời ơi alo nghe trời ơi, cái nặng quá thôi. Đang ở trên này nè, đây anh Vũ nè, nói chuyện với anh Vũ không? Alo bé bé Tinh ơi. Ôi chết cha vậy hả? Ok bé. Ok. Ok bé Tinh. Có anh Song Minh luôn nè bé Tinh ơi. Mica hả? Mica đi với lại Bình Tinh. Vậy là chút nữa đi gửi giấy mời nha. Dạ. Ok. Hello, không được rồi, lát ghé. Ở đây 80 người không? Lát ghé nhà. Chắc không tới đâu. Ghé nhà luôn hả? Ghé nhà chung phường mà. Ghé nhà chắc còn. Ok. Rồi. Anh tới có 2 tiếng đồng hồ mà em không có dành thời gian cho anh. Trời ơi. Anh không có thời gian cho anh đó nè. Thời gian cho anh gì hết vậy. Đúng rồi, bé Tinh về chạy về luôn hả bé Tinh? Alo, anh ruột gì? Anh ruột thừa. Ruột thừa. Sao bé Tinh? Bé Bình Tinh sao rồi? Bé Bình Tinh đâu rồi? Đây được đúng em. Rồi sao? Dạ, rồi mọi người ăn uống vui vẻ rồi mọi người về nha. Ok bé Tinh. Ok hay quá. Em đợi đi. Tại sao mà em không đợi anh xuống Tinh? Em tao đang mở lo lớn không quỷ. À. Đang mở lo ngoài đó trời. Ít lắm cả thế giới coi à. Không có xin như chân theo nha. Số 5. Giờ sao kịp. Ok bé Nguyên ơi, Nguyên. Để đừng bắt cái vé mời đâu Nguyên. Ok mọi người về vui nha. Thôi để đi phát ở đây luôn nha mọi người nha. Phát xong chưa tâm xì phối với tài 66 khỏi đi nha. Trời ơi. Trời ơi. Ok vậy ha. Cảm ơn. Sao hai anh em kỳ anh. Anh nói nhỏ nhẹ. Em nhỏ đi rồi. Nhỏ nhỏ thôi mà. Nói của ai? Nói của tao. Đây. Ngày 12 tháng 12 mời tôi tới nè. Rồi, để mà ăn mừng cái MV của mình. Rồi, ok. Cảm ơn anh Dũng Vũ. YouTube mới được đi hả chị Nay? Đúng rồi. Ai là YouTube mới được đi đúng không ạ? Đúng rồi, ai là YouTube mới được đi. À. YouTube mới được đi.